ai làm giùm? Bên đây nè. Ai? Đây làm giùm nè. Trời ơi mà ông ấy à, ông đi nghe. Ông đang đi nghỉ ở đây ổng á. Nè có quay vào đây nó hỏi thăm chút xíu con. Hỏi gì thử hoài hả? Hỏi đi. Chú mà vô mà ở bên Mỹ kìa, chú bên Mỹ kìa. Hỏi thăm chưa có giấy làm giấy hợp đồng á, mình làm giấy rồi mình qua bển mới. À có biết đâu ông nội ơi. Tôi hợp đồng cái gì? Hợp đồng mà giấy tờ đi qua bên nước Mỹ á. À có biết đâu. Biết mà bảo mới biết mới nhờ qua đây làm với cô nè. Làm cô hả? Ông nội ơi không có tin tưởng đâu. Ừ. Chưa có gì hết. Tôi cái chỗ nghèo còn ấy chứ đưa chứ á, ép chứ trời đưa cái ăn cướp đi nữa á. Ờ làm nè, ý là hợp đồng đi Mỹ trời. Có người bảo lãnh đi Mỹ thôi, chứ không có đi bảo lãnh đi là ông đừng nói dốc tôi vợ, ông đừng gạt tôi. Cô đi không nè? Không đi, bệnh ở bên sung sướng hơn ở đây. Ông nội ông nội quá đi đi đâu đi đi rồi bảo lãnh đi đây, quay về đây một đi nói ra thì lấy gái rồi vừa mới chốc không. Ừ. Vợ mà nhìn có nước đi. Ôi đi Mỹ. Khi nào đi Mỹ cúp đại đi mới được. Còn vậy nè, chưa đi theo cái hồng như cái người cầm tăng nhận cho xem. À cô, cái chóc mũi của cô có đôn có sữa không vậy? Không. Sữa quá cao, đẹp quá đẹp thôi. Đó là lâu rồi, đặng hộ, đặng làm tiền, đặng chất quá. Ôi, là làm giấy hợp đồng á, đặng mình đi qua bên Mỹ mình sống. Tôi không có biết ông này, đừng có hỏi Mỹ chưa có gì hết. Hợp đồng giấy ai? Không, bên đây ta làm giùm nè. Ai làm giùm? Bên đây nè. Ai? Đây làm giùm nè. Trời ơi mà ông ấy à, ông đi nghe. Hợp đồng đi Mỹ ở đây ổng á. Nè có ấy nè, có cái viết nữa nè. Thôi chứ không có đi đâu. Nè cái viết nè cô. Thôi hợp đồng đi Mỹ rồi. Đi Mỹ bển sống vui lắm á. Thôi chứ không có đi đâu. Ông đừng có hợp. Thì nói hợp đồng. Nè lấy giấy da viết rồi ký tên vô qua đi luôn nè. Thôi chứ không có biết đâu ông này ơi. Đây tâm, thôi vậy được ngày kia đi. Còn nó là con trang còn chưa xong á, đi Mỹ đi. Ồ, đi Mỹ sống bệnh vui lắm. Vui. Giàu nhà tường không à? Ôi, ngay chắc hồi quơ ẩm bảo lãnh đi với cái gì? Ừ. Ôi, đi. Còn nói, chết mẹ ô, nó quay phim nên nó gỡ gì mà Mỹ hơn. Tại vậy, lợi ấy lại đi đăng ký với thằng Phương đây rồi cho mấy bảo lãnh tôi chứ ông mà đăng ký rồi đăng ký với ai? Đăng ký với Phương đó á. Ôi nó lấy dốc đây nè, có giấy nè. Ờ giấy đâu, cái gì để giấy hợp đồng nè với Phương nè, đây nè nè. Đâu đọc quay đây nè nè, Nguyễn Thị Lan nè, ở xã Thường Thớ nè. Thả Thường Thớ là Thường Thớ. Rồi bảo lãnh nè, đi qua bên Mỹ. Ừ, Thả Thường Thớ, ông này ông không biết. Ừ, Thả Thường Thớ. Rồi xã này ấp à, chưa, còn cô ký tên nó là xong đó. Rồi tôi không biết ký đâu. Gà thập. Rồi, đặng cho gửi tiền gì cho ổng. Ừ, tôi không biết. Chứ ông đừng gạt đi, giả mạo tôi. Gạt đâu mà gạt, không biết. Không có tương tự đâu. Gần ấy thấy gì vậy, cái người gạt thôi. Quay qua đây cô, không đáng là ai gạt cô. Đi qua bển người mình nữa. Đã cho nó cái đường dây điện này chưa có biết gì. Dây ấy đúng không? Dây điện thoại phải không? Dây điện thoại ngày bóng bước ra dễ cái hồi đó ấy nè. Hồi đó ông quẩy cái nhà bà Linh Đệ nè. Rồi cô quyết định tính đi Mỹ không? Không. Rồi cô có quyết định là đi thăm Bình Dương không? Tôi nói á, như vậy tôi còn về nhà bốc nước á, chừng nào nghe anh Tư thích tôi sống á, quầy đủ rác á, chứ là về nhà bốc nước rồi còn đi năm giờ rồi còn đi lên ít một lần nữa, à mới đi mới được. Ba bà con làm ở đâu bà làm? Ở bên Mỹ mà, tôi chốc mà nói tào lao, chết. Ba chết rồi hả? Ai biết đâu.
Sao một lần nó nghe nó chết rồi? Còn bà phải còn về mới lạc về rồi. Chứ đừng nói lạc người ta. Lạc hả? Bà nói, đồ ơi, tao tí không thương nào. Nó giáo tự tạo ra chứ không thấy ai mà tự tạo ra đâu. Coi với cái đầu 20 tuổi đó, thì 4 tuổi tới về được, 2000, thì đẻ tới về được. Cô nói còn người cha ở bên Mỹ nè, thì mới vào đánh cho cô. Ông biết Bảo Lộc không? Biết. Ở ngoài thành phố quận nhất. Ở cái sân bay đó. Phải không? Cái đè dở mà ở sân bay đó, chắc không? Chứ mày đừng gạt người ta, mày gạt nó lận cho mày, lận cho mày. Mày đánh ăn, mày nhú quá nè. Quay đây con. Bây giờ mày phải phi nhận. Bên này sao rồi, chỉ tên luôn hay sao? Không. Tôi không có ký đâu. Tôi ký tên đi thăm Bình Dương không? Không, tôi không có ký. Cái tàu lá không có ký. À, điện lực này chưa có biết cái gì hết. Ngàn bự hả, ngàn bự chơi ký thành ấy chỉnh á. Sao vô với bạn Nga nè, cái gì? Kiểu Bình Dương đi xe du lịch bốn bánh á. Thôi, mệt quá. Rồi cô có đi vào ngoài không? Không. Đó, đừng ấy gạt quá thì cháu nó sâu vô. Quay qua đây hỏi thăm coi. Hỏi thăm cái gì nè? Rồi ngày sau mình tính sao đây? Không, tôi giờ tôi không có giải quyết đâu. Để nhà nữa mà chưa có giải quyết mà đi đâu. Chưa có giải quyết gì hết. Đồng hồ đựng lực coi quay đây, cô quay đây nói chuyện nè. Coi bán đồng hồ đựng lực chưa xong. Tới mày đừng có gạt tao mày. Đè vợ vô mày trẻ. Để được mình để hết, còn mày còn sâu vô cho tao không biết hả? Mày chát ý rồi, tao mới xèo. Bây giờ ngày mai có bài sống rồi, mời cô ăn bánh xèo nha. Ở nhà mai đâu? Nhà thành phố Hồ Ngự á. Thôi, thành phố Hồ Ngự, ông đừng giả mạo. Thiệt mà. Thiệt. Thành phố Hồ Ngự. Ủa dặn á, dặn đi về nè. Ở chiều cái đi không biết hả? Rồi cô có tính đi thị xã Ngữ không? Ngữ không? Không, ở đi thì lần này không có được. Sao kỳ ta? Ông đi đâu, ông đi đi, mệt quá trời. Nè, bây giờ cháu thì cô nè. Nghe. Là cô có thể là tặng cho cháu bài hát đi rồi. Thôi, chứ không biết đâu. Rồi cháu đi về. Trời ơi. Nó tôi hát mà nghĩ cho không biết. Ồ, đúng rồi, thầu hay luôn, vỗ tay luôn. Hay lắm hả? Bà nghĩ luôn không? Ủa, thầu ở ngoài Mỹ mà chơi chốc quá. Ở vừa ghế bài Nga. Ồ, ồ, thầu hát hay ta. Tôi không có biết đâu. Hát bài tiếng Nga luôn. Thầu ồ, tội. Rồi, hát thử khúc đi cô. Nói ra thì ông bắt bấm lại, ông lấy ca hoài này đi. Đi cái ca vô bằng đêm còn không được gì hết. Rồi cô dặn nói gì kìa? Dặn tới nằng lâu lắm rồi. Dặn mấy năm nay nằng. Dặn rồi đó nằng hồi đó giờ anh vui nha. Ở đâu bao mong mà anh vui nha. Dạ, đó là mình dặn thiệt giả nha cô. Nằng lâu lắm rồi, đến đâu rồi? Quay đây nói chuyện nè, nói chuyện. Hỏi vàng gì nữa, cũng hỏi vàng nữa. Quay đây nói chuyện nè, cho hỏi thăm rồi hỏi chuyện chút xíu đi, rồi đi liền nè. Hỏi gì? Ông hỏi đi. Quay qua đây nè. Hỏi đi. Nghe nói là cô họ Nguyễn phải không? Họ Nguyễn Thị Ngọc Lan phải không? Thì ra họ Trần. Sao rồi? Tiền tài. Ông ơi, ông làm nào ông ơi? Ông làm bự, ông hỏi này cái gì bất là bề, hỏi vàng. Nghe có vàng đeo. Quay đây hỏi thăm chút xíu nè. Rồi hình như là cha của cô là họ Võ phải không? Họ Trăng này thì ứng. Võ ẩm ghê, tên ẩm ghê. Ừ, còn bá họ Quỳnh. Trời ơi, sao mà ngày qua nói là họ Võ trời. Ừ, đó, chắc không đó. Không thứ gạt này vậy thôi. Rồi, vậy là cha tao nè mày. Cô quay đây nói chuyện chút xíu nè. Đây nè, quay đây đi. Nói đi. Vì là cháu là đã làm lộn giấy rồi có thể là ngày mai cháu đi qua làm lợi. Làm lợi đâu?
Là vợ là hỏi họ của cô tên gì, họ gì, họ cha họ gì, họ mẹ họ gì. Ông ở đâu, ông giờ ông này, ông đi mà nước Úc hả? Đi nước Úc mà kết nối với bên Mỹ luôn. Ừ đó, ngay chốc hôm nay chốc mày làm bừa tao giờ này, làm bừa mẹ. Rồi ở bển á, bên Mỹ á là bảo lãnh qua cô, bảo bảo bển sống. Sống liền này chưa được lực mà sống đừng nói gạt đó vợ. Mày gạt đó vợ, mày nhà ở trên nhà là thủy mày á. Tao có ông tù, cô bà má vô bên Dương bắt cóc con mày nè, còn làm bừa đợi tao nữa. Nè cô qua đây đi, qua đây đi rồi nè. Cùng Bình Dương á là hát hồi tối thì xã không ngự. Rồi tối nay là lên trên đây là hát nè. Lên đâu, cái đoạn nào lên? Cái đoạn Sóng Giang. Đoạn Sóng Giang sáng giông đó. Sao biết được? Đoạn này, đoạn Sóng Giang sáng giông mất tiêu. Ôi. Mà cô có tin gì thật không? Trời đâu ấy là nãy dốc, cái sáng giông mà xuống đi cái dốc. Ôi. Cái đoạn Sóng Giang người ta đàng hoàng có hiểu tên luôn á. Hãy tên là đầu ngày Sóng Giang thì sáng giông cứu đường đi luôn. Vậy hả? À quên đừng có nói giống không lẽ mà không lẽ mà là cái đoàn mà dở như sao ông ơi, ông đi vô vậy sao cho ông hỏi ơi, ông hỏi không biết què tụ quận rồi thắng biết ta là chương trình mà dắt chương trình mà không biết gì. Ôi. Chắc chương trình của Minh Dương mà. Chương trình của Minh Dương. Này cô quay đây nè, để nói nè. Rồi cô có phải không? Cô là lúc trước là ở bên Mỹ Lai phải không? Mỹ Lai đâu? Hồi đó là tôi ở ngoài thành phố nè. Rồi bà má ruột Minh Dương bắt cóc nè. Em có không cháu giọng này nè, lợn tự hồi đó nè. Còn ổng ở trên Ninh Giang chạy nè. Đặng ra đánh mang nữa, cái cái làm bừa lỡ, làm bừa là không biết gì hết. Nói giỏi không, nói thằng ngăn giỏi giờ mới biết vậy. Nói đầu ta không. Rồi, cha của cô á, đi qua bên Mỹ sống. Rồi bỏ cô ở ngoài quận nhất. Hồi đó là tôi mới có ba, tôi mới có hồi đẻ cái gì nè. Hồi mới có đẻ, mới có biết bờ biết trường à. Có không? Rồi nè, cô qua đây đi rồi hỏi thăm chút xíu rồi vô câu chuyện đi luôn nè. Rồi cô để tay chút, quay qua đây đi, quay đây ngồi chút đi. Ngồi nè, rồi cha cô là về bên Mỹ sống, phải không? Thời gian. Chị giờ ông bao lãnh đi. Rồi ổng giờ còn bệnh á. Đâu, thấy cô con lai phải không? Anh biết đâu. Thì đến giờ tôi biết ông già, ông ba nuôi, ông ba tôi Trần Văn Ấn tôi biết. Rồi ở bên Mỹ phải không? Chị giờ ông bảo lãnh ông đi. Rồi bây giờ là cha của cô là bển rồi. Là bây giờ là tính. Ông hỏi ông bảo đi lọc không hỏi. Hỏi rồi. Đây hỏi chân rồi nè. Hỏi là chân là hỏi là chân là ông bự. Ông bự kì ghê. Ấy là sao về đặng cái chơi đặng chơi. Thu chưa à. Ông biết ngày thanh nắng đẻ cho ngày mấy không? Không biết, đó làm giấy tờ mà không biết. Thằng mấy cô ơi, ngày mùng 3 tháng 8 nè. Đó ngoài... là gì mà 1900 sáu mấy à? Ai? Phải phải người này ở bên Mỹ không? Đó, phải người này bên Mỹ không? Tôi không có biết đâu. Cái thằng này bà tên gì? Hả? Mày tên gì? Tên cô Tám. Cô Tám nào? Cô Tám ở ngoài Sài Gòn á. Là nè, hỏi thăm là bảo lãnh cô đi ngoài Mỹ nè. Cô Tám nè, cô Tám nào? Cô Tám của cô á. Tôi mới cô Tám mà cô Tám mà con ai mới được. Con của bà Chi. Bà Chi nào? Bà Chi ở Sài Gòn á, là trong họ không biết tại. Ơi không cần dám bà Chi nha. Bà Chi ông Nam Nguyên thì cái gì? Trời ơi, sao không biết? Đúng rồi, chính xác luôn. Bà tôi không biết sao ông cần giả mạo tôi vợ ưu lắm chưa. Vậy là cô biết cái chân rồi. Người ta ở đây là họ ưu như vậy là chặt lắc lợn rồi ư. Đó, bà Chi mà bảo lãnh cô đi nè. Bà Chi nào? Bà Chi ở ngoài kia đó. Nè cô nói chuyện chứ. Tôi đâu có biết bà này nên mà nói chuyện rồi cô. Sao biết? Cô nhìn mặt qua đi, cô nhìn kỹ đi. Ông biết ngày thành năm mẹ tháng mấy không? Ngày 3 tháng 8 năm 9 năm 1999. 99 không phải là chặt cái lắc rồi. Chị chứ? Ông này giả mạo chặt cái lắc rồi, ông không biết. Chị chứ cô sinh năm mấy?
Thôi chứ không nói đâu, ông đừng có giả mạo cho đội, nếu trời kia nhân nhân nghiêm rồi kìa. Thấy không? Còn ngày ngày sao có để cháu bị gành luôn á. Gành. Ông cho cái lắp cái đi, xa đi ra đi, ông biết lừ đó mà mệt đâu. Rồi cô quay về đây rồi hỏi thăm chút xíu nữa đi. Hỏi đi. Nè, rồi cô có bà con dòng họ ở dưới thành phố quận nhất không? Cả em tôi đó, thằng Lộc đó. Ừ. Xong hỏi nó mà thằng Lộc này dạy lớn là bắt làm con người cha, không phải cha nuôi tôi Trần Văn Ứng. Mà tôi đâu biết cha vượt mẹ vượt đâu. Trần Văn Ứng bây giờ hiện giờ bên Mỹ. Mà ông hỏi chứ không, tôi không có biết lần nữa mà ông thấy ngày sinh nhật đẹp chứ không có biết. Ông có ảo ở vậy thì chặt lắc rồi lây lại lây bé đâu chứ đâu có biết mà cậu ơi là người ta mẹ nói này là bà con với cô nè. Bà con với ai? Bà con với cô nè. Cô là cô Lan á. Bà con cô Lan mà ở đâu? Cái quê bé đâu? Quê bà ở thành phố quận nhất á. Tôi đâu có biết quận nhất nào. Ủa cái bà này không có thể rồi. Ông đừng gặp bây giờ. Ông dở nào chứ ông nghe. Ngày sinh đẹp mà không biết đường với trời đựng á. Ủa giấy tờ làm sẵn chân mà không biết. Thành ra sao mà ông thấy chặt lắc hết trơn. Ông biết ngày sinh đẹp này mấy không? Mà cô biết không? Cô cũng không biết làm sao mà hôm nay sao mà ông thấy vậy nói chơi. Sao mà ông thấy chặt lắc cái chơi. Cái gì? Đúng rồi, chặt đâu? Ông nha, 1990 mấy? Ngày 5 tháng 8, 1900 mà là 79. 79 mùng 3. Ủa 79. Đạo lao, đạo lao bất xế. Nó nói đúng, nó cười, thấy chưa? Nó đúng cười, đạo ơi. Ông đi đi ra đi ra đi, ngày sinh đẹp không biết lời mà nó chật lắm. Cô nói có phải đúng không? Đúng nói ông đó. Mà ngày sinh đẹp cô là ngày mấy tháng mấy? Đúng nói đó. Ồ. Biết, tại biết đâu nói. Mà nói thì sửa là nè, biết không? Mình nói rằng là cho ủy ban á, người ta sửa lại cái giấy cho mình. Sửa là khi nào mấy ở dưới đây đưa ông hỏi thằng Vịnh, ông hỏi thằng Vịnh mới biết. Chào ông. Bắt cái hòm. Rồi bây giờ quay qua đây cho hỏi thăm lần cuối nó để về nè. Đi rồi. Quay qua đây hỏi thăm lần cuối người về. Đi. Cô bỏ đây được không? Bây giờ đó muốn tính là gì nè, nếu mà cháu về phải không? Trước khi cháu về á, thì tặng cho cháu bài hát đi, rồi cháu về. Suy nghĩ là nhớ bài hát nào? Bài hát cái cường mì với bài hát à? Dạ. Cần bốc từng dây chén trên đá mông đời. Chị về mình ai nào mà ai gian ơi. Nằm sao ăn thù quân giặt mấy. Tiếm con rời ché nơi gì qua. Chị em đi lên cái đàn chiến trường. Thông nhất việc thù giải phóng mình lên. Ông nhất nước nhà bốc hát cơ hoàng ca. Ồ ca đi ơi, tạo dữ dù nó cái ca. Ca cái đó là Mỹ đó. Cái Mỹ biết cao mà. Mỹ luôn. Thế ông đừng nói bắt bóng tôi nè nè. Ông nói tàu lão chứ tôi không có đi chạy này lật là không có cái hồn. Chạy lật ngược cuối cùng mà không chịu đi ngoài mà bà không chịu đi ngoài Mỹ ha. Đi cô ơi nè, cô ơi nói chuyện nè. Cô ơi bên đây nói chuyện người sao? Ê gì ông nói sao rồi ông đi về á, sao ông về mà ông lại gặp tôi hoài. Ê thế với ông nè, bây giờ là muốn nè cô quay đây đi rồi cháu lấy cái giấy hợp đồng ra rồi cô biết tên cho con đi. Thôi chứ không có biết đâu, ông đừng nói như vậy tôi không có ký ra đâu. Cô có ký không? Tôi không có lộ cái tên bự tiền gì kìa. Nếu cô không đi á là cô miễn mà cô đi á là cô không ký á. Tôi không có ký đâu, tôi không có đi. Để ngày để về ra có giấy bằng đi vô nhận đi xem nè. Đi. Còn nếu mà ký á là nghỉ đi. Tôi không có đi ký ra đâu, ông đừng giả mạo đi. Thì mình không đi thì mình ký tên vô. Tôi không biết đi cái đó đâu. Cái tên nặng gạt hơn. Quay đây cô, quay đây chị. Ở nhà nè, bờn bến này cái đấy đâu. Ông đạt lắm hả? Bạc ơi, mà qua bữa đó cũng hầm bờ bến nặng. Ông thâu vô cái điện thoại kia. Lấy gì nãy giờ không có ca đó. Quay đây cô. Nè quay đây là thôi xin phép về luôn cô Lan ơi. Rồi chào quý vị khán giả đi con. Nè chào. Quay qua mặt qua đây chào đi. Chào. Rồi chào. Có lần nào nói với khán giả không hả cô? Rồi thôi gì nói gì thì xong đó hả? Nói gì xong. Rồi thì cháu dậy cô. Yeah. Thôi video này đến đây xin kết thúc luôn quý vị ơi. Mời quý vị đón xem video tiếp theo nha. Xin chào.
Trời ơi, trời ơi.